Em tên là Trịnh Hoài Vinh, sinh năm 85. Hôm trước thì em có viết một cái bài ngắn ở trên nhóm để chia sẻ về mình. Nhưng mà như thầy nói thì để mà thầy có thể hỗ trợ hiệu quả hơn thì thầy cần phải biết là mình muốn gì và mình đang vướng chỗ nào. Cho nên là hôm nay em cũng cố gắng làm cái video để giới thiệu nhiều hơn về mình. Trước đây thì em làm việc ở khoa vật lý, trường đại học sư phạm thành phố. Năm 2011 thì do nhu cầu công việc, em qua Nhật để làm tiến sĩ về vật lý. Sau khi tốt nghiệp thì em tiếp tục ở lại Nhật để làm việc thêm khoảng 2 năm rưỡi. Thì trong suốt cái quá trình mà tốt nghiệp và đi làm của mình thì em thấy mình rất là may mắn. Bởi vì công việc nó rất là thuận lợi, gặp được những cái người đồng nghiệp tốt và những cái người thầy giỏi và được sự hỗ trợ rất là nhiều. Tuy nhiên, chính vì cái sự may mắn và thuận lợi như vậy cho nên là mình quên đi những cái vấn đề có thể là quan trọng hơn. Chẳng hạn như là mình làm cái công việc này để làm gì? Trong cái tương lai 5 năm và 10 năm sau thì mình sẽ trở thành một người như thế nào? Thì tất cả những cái vấn đề đấy thì gần như là mình không có nghĩ tới. Thì cho tới cuối năm 2016 thì chính nhờ những cái video chia sẻ của thầy Hiếu thì em gần như là tìm được cái câu trả lời cho mình. Cho đến cuối năm ngoái thì em quyết định là mình sẽ